Nay mình sẽ nói về cái nghĩa vụ quân sự thôi. Và tại sao mình gọi nó là nghĩa vụ quân sự chứ không phải là đi lính, đi bộ đội hay là gì cả, là vì có thể các bạn không để ý, nhưng nếu chịu khó để ý quan sát thì sẽ thấy được là ở trong cái cuộc sống này, mỗi thế hệ đi trước họ đã dành một khoảng thời gian nhất định để bảo vệ cái cuộc sống yên bình cho bạn, thì bạn phải có nhiệm vụ làm chuyện đó cho thế hệ sau, thế hệ kế tiếp. Mình kể thì mình cũng không biết kể bắt đầu kể từ đâu, thôi thì thế này, cứ comment đi những gì bạn thắc mắc, và những bạn mà sắp đi nghĩa vụ còn gì thắc mắc thì cứ comment dưới, mình sẽ trả lời. Mình sẽ có một cái clip trả lời riêng rất là thú vị đấy. Ví dụ như chuyện đi mua băng vệ sinh, má bộ đội đi mua băng vệ sinh chi vậy, lót giày đi hành quân cho nó không bị phòng chân. Mẹ ra đi ra tìm tàu phá, em bán cho anh bịch băng vệ sinh lại dây nhất đâu, mà em bịch 5 miếng về lấy 2 miếng dán lại thành 1 miếng nhét vô dây, còn dư 1 miếng cái tròn thằng kia, tại vì thằng nào cũng phải mua hết chứ, lẻ chứ cho phải thằng cuối cùng phải mua. Thì thắc mắc gì cứ comment dưới mình sẽ trả lời, và rất là hay, rất là khá thú vị. Còn chuyện mà đánh đập lính cũ đánh lính mới này kia có chứ không phải không có, nhưng nó giống như một cái xã hội bên ngoài thôi. Bạn đừng mất dạy với người ta thì người ta chẳng làm gì bạn hết á. Tụi nó không phải là má những cái thằng trong tù đâu, mà vô cái là chào phòng nó không có, cứ nói chuyện lễ phép lịch sự bình thường, dạ thưa đàng hoàng, mặc dù bạn lớn tuổi hơn họ nhưng mà bạn vào sau thì bạn cứ gọi họ bằng anh, không mất mát cái câu gì cả. Bạn phải, nếu như bạn muốn người ta làm điều gì đó cho mình thì hãy làm cái điều bạn muốn cho người ta trước. Bạn muốn người ta tôn trọng bạn, bạn phải tôn trọng người ta trước, đó là chuyện tất nhiên rồi, chứ bạn đâu là cái gì đâu mà đòi người ta tôn trọng, trong khi bạn không tôn trọng họ thì làm sao họ tôn trọng mình. Đó, cái chuyện mà lính cũ lính mới là nó vậy. Có một thời điểm thì mình là tiểu đội trưởng của ba đợt lính, nhưng mà có thời điểm thì mình lên tới trung đội trưởng, tại vì thành trung đội trưởng nó đi nhậu đồ, nó về bị đình chỉ công tác đồ, thế là bắt mình lên làm trung trưởng. Bà nội thiệt tình, bạn có muốn nghe câu chuyện của những người lính dưới quyền của mình không? Đến bây giờ tụi nó vẫn liên hệ với mình, vẫn liên lạc với mình, vẫn gọi mình bằng anh, mặc dù tụi nó lớn tuổi hơn mình. Thì nếu muốn biết cái gì thì comment ở dưới, thắc mắc cái gì hỏi ở dưới, mình sẽ trả lời. Ở đây mình không có nói về chính trị, mình chỉ nói về những cái kỷ niệm vui, những câu chuyện vui, những cái hay, những cái đẹp, những cái đáng nhớ trong 34 tháng nhiệm vụ của mình. Đấy nha, nhớ like, subscribe and nhấn cái chuông thì bạn sẽ nhận được tất cả các thông báo của mình. Nhấn cái chuông nhưng mà phải chọn vào cái chữ tất cả, bạn sẽ nhận được tất cả các thông báo của cái clip mình lên. Và hứa là mình sẽ không làm những cái clip xàm xàm như hồi trước đâu, và chỉ làm những clip xàm xàm như hồi này thôi. Nhớ ủng hộ cái mắt mà show nhé. Coi xong cũng mắt mệt lắm đó. Nấu nồi cơm bây giờ chưa chín. Ô, cạn nước rồi. Chín. Bây giờ mình sẽ bỏ cái vỉ ra. Không, mình chỉ lấy than để cho nó chín thôi. Đúng ra ngày hôm nay á, mình sẽ đào cái bếp hoàng cầm để nấu nồi cơm, nấu đồ ăn, nấu nồi cơm cho nó chất lượng, và mình sẽ được ôn lại những cái gì mình thích hồi xưa. Nhưng mà do mưa quá giờ đất nó mình xèo đào được sụp mẹ thôi, để bữa sau đào nợ bữa sau ha. Bye bye.